Chúng ta tiếp tục với kỹ năng tiếp theo, đó là kỹ năng đọc, đọc hiểu. Thì trong đề thi học thông quốc gia, chúng ta lưu ý là chia làm hai dạng về bài đọc, là phần điền khuyết và phần đọc hiểu. Về đề bài đọc số 1 là phần điền khuyết thì nó có 5 5 cái câu hỏi. Như vậy thì về nhận biết, phân tích theo từng cái đơn vị kiến thức thì nó chia làm 5. Thứ nhất là một câu liên quan đến ngữ pháp, đó là cụ thể là relative clause, đó là các cái đại từ quan hệ hay là trạng từ quan hệ. Đây là về dấu hiệu biết là rất là dễ, là nhận biết thôi, tức là đứa đằng trước nó là danh từ, nó là người hay là vật, rất là dễ để chúng ta xác định cái đại từ quan hệ. Cái hai câu liên quan đến nghĩa của từ thì nó nằm ở dạng là vận dụng thấp. Một câu là liên quan đến content word là noun, và một câu liên quan content word là adjective, câu là danh từ, một câu tính từ. Và hai câu liên quan đến function word là từ chức năng, thì một câu là nhận biết mà một câu là thông hiểu. Thì cụ thể là một cái function word liên quan đến cái từ hạn định, cái determiner, và một câu liên quan đến cái conjunction là cái liên từ, tức là chúng ta hiểu nghĩa hai cái mệnh đề nối lại, các cái người ta cho các liên từ giúp chúng ta xác định. Đó là về phần điện. Về bài đọc số 2 là phần đọc hiểu, thì chúng ta có một bài đọc ngắn có 5 câu hỏi. Về phân tích về mức độ nhận thức thì có một câu là vận dụng cao liên quan đến cái main idea, tức là cái ý chính của bài đọc nói về chủ đề gì, và 4 câu mức độ thông hiểu. Thì trong đó chia làm 3 dạng. Thứ nhất là về nghĩa của từ, vocabulary, hai câu liên quan đến detail, tức là cái tìm ý chi tiết trong bài đọc, và một câu liên quan đến cái reference, tức là suy luận từ gốc, nó là xuất phát từ từ nào. Thì cái dạng này chúng ta rất là đơn giản, dễ hiểu, đó là thường là người ta sẽ cho chúng ta tìm là cái chữ ít trong cái hàng thứ mấy, hoặc là từ đây, từ ít hoặc là từ đây, và suy luận từ từ cái từ nào trong bài đọc. Thì phần main idea là phần chủ đề chính của câu, thì thầy khuyên các em là mặc dù có thể chúng ta đọc câu đầu và câu cuối của bài đọc thì chúng ta có thể xác định được chủ đề rồi, chủ đề lớn rồi. Tuy nhiên để cho chính xác hơn về cái đáp án thì thầy khuyên chúng ta nên chừa cái câu main idea cho phần cuối, mặc dù nó nằm ở đầu. Chúng ta sẽ trả lời 4 câu kia thì chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ làm rõ cái chủ đề của bài đọc ra. Về bài đọc số 3 là bài đọc dài có 8 câu, thì cũng có một câu là về main idea, thì chúng ta cũng nên chừa ở phần cuối. Một câu liên quan đến reference như nãy thầy nói là chữ if với chữ đây, suy luận. Hai câu liên quan, ba câu liên quan đến tìm ý chi tiết, và hai câu liên quan đến từ vựng, thường là từ vựng cái từ nào đó, từ mới trong cái hàng thứ mấy, đó là đồng nghĩa hoặc cái trái nghĩa gì đó, đối với 4 cái phương án người ta cho đưa ra là dạng như vậy. Và một cái câu cuối liên quan đến vận dụng cao nữa, chúng ta phải skimming, tức là chúng ta phải đọc sâu giống như main idea, đó là chúng ta phải suy luận từ bài đọc. Này, cái dạng này là dạng chúng ta thường gặp ở những cái câu dẫn như là it can be inferred from the test that, hoặc là we can infer that, hoặc là the teacher implied the author says that. Đó là những cái dạng câu mà người ta nói là suy luận từ bài đọc, ta hiểu vấn đề như thế nào. Đó là về phân tích cấu trúc. Về thủ thuật làm bài của cái phần đọc hiểu, thứ nhất là về phần điền khuyết. Về phần điền khuyết thì chúng ta lưu ý là kỹ thuật làm bài thì chúng ta phải phân tích và làm bài giống như câu trong cái phần tiếng ngôn ngữ, là về từ vựng ngàn ngữ pháp. Tức là mặc dù là nó nằm trong đoạn đoạn văn, nhưng mà phân tích từng câu rời rạc thì chúng ta vẫn làm theo cái kỹ năng làm bài của từ vựng ngữ pháp. Về đọc hiểu thì đối với dạng kỹ thuật làm bài của phần đọc hiểu thì chúng ta phải nên đọc câu hỏi và nhận dạng loại câu hỏi. Chúng ta đó là câu hỏi đó, cái câu dẫn đó là nói về ý chính hay là ý chi tiết, là từ tham chiếu, cái từ reference nãy đó, ít vào đây đó, là đoán nghĩa từ hay là ý suy diễn. Đây là dạng nào, thì có một số cái cách nhận dạng rất là rõ mà chúng ta làm bài hoài chúng ta biết rồi, hay là thông qua cái đề
Thì minh họa chúng ta rất dễ dàng đọc và biết nó là thuộc dạng nào. Sau đó chúng ta sẽ áp dụng kỹ thuật làm bài cho từng loại câu hỏi nhất định. Đối với tìm ý chi tiết thì chúng ta xác định trong trong bài câu nào trong bài, minh chứng nào trong bài trả lời cho cái ý chi tiết đó, chẳng hạn như vậy. Rồi ý suy diễn chúng ta lấy từ đâu? Rồi ý ý chi cái từ tham chiếu ít và đây thì cái kỹ năng làm bài, cái thuật làm bài là chúng ta dò từ đằng trước số ít hay số nhiều. Đây là một số cái kỹ thuật làm bài chúng ta rất là thường gặp trong phần đọc hiểu. Về hiểu nghĩa, dĩ nhiên thì trong phần đọc hiểu thì rất là thuận lợi chúng ta nếu mà các em có vốn từ vựng dày và rộng. Chúng ta phải hiểu nghĩa của từ, nghĩa của câu và nghĩa của cả một đoạn. Chúng ta đi vào phần thứ nhất của phần kỹ năng đọc, đó là phần điền khuyết, close step. Có 5 câu như thầy đã có phân tích trong phần cấu trúc. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đọc lướt nhanh để chúng ta nắm được chủ đề chính của bài điền khuyết này nói về vấn đề gì. Ngay cái tựa bài người ta cho là Eco Tourism, tức là du lịch sinh thái. Với 5 cái phương án được lựa chọn thì theo cái phân tích cấu trúc thì đầu tiên đó là đại từ quan hệ. Hai câu tiếp theo là về calorie. Cái determiner và một câu liên quan đến cái liên từ. Chúng ta đi vào câu thứ nhất của phần đọc hiểu điền khuyết. Về dấu hiện biết trong câu này thì đối với bốn đại từ quan hệ này chúng ta biết rồi thì đây là dạng câu nhận biết thôi. Phía trước nó là danh từ gì? Phía trước trong câu này chúng ta nhìn vào cái phần được tô ở đây, Parts of the World. Đi thăm những khu vực trên thế giới, những cái địa danh trên thế giới như vậy. Đây là nói về chỉ vật và chỉ nơi chốn. Vì trong trong đây các vùng đất, các quốc gia trên thế giới thì chúng ta phải chọn chữ that để thay cho chữ which. Còn who, when, why thì nó không phù hợp. Câu thứ hai của phần điền khuyết đó là về nghĩa của từ, nghĩa của danh từ. Người ta cho bốn danh từ là advent, intent, access và insight. Thì câu này chúng ta sẽ xác định đáp án thông qua cái nghĩa của cụm từ gain and insight, tức nghĩa là gain and knowledge into, có sự hiểu biết sâu sắc về vấn đề gì. Câu này cũng là cái câu thông hiểu mà cũng tương đối khó. Visitor benefit by gaining an appreciation of natural habitats and an insight into the impact of human beings on the environment. Một cái sự hiểu biết sâu sắc về nhân loại, về cái thái độ, về cái tác động của nhân loại lên môi trường. Chúng ta qua câu tiếp theo của phần điền khuyết liên quan đến cái determiner. Người ta cho bốn cái determiner ở đây là others, another, every và one. Thì phân tích về đặc điểm cử pháp của từng cái determiner trong đây thì cho thấy another, every và one nó đi với danh từ số ít hoặc là nó bằng với danh từ số ít như chữ want. Như vậy chỉ có other là đi plural noun là một cái danh từ số nhiều. Và rõ ràng trong câu này thì không cần phải dịch nghĩa thì chúng ta nhận ra danh từ số nhiều ways ở câu 27 đi với other, những cách khác. Đó là một cách để chúng ta xác định nhanh về cái cách sử dụng cái determiner từ chỉ định. Câu tiếp theo là về liên từ. Người ta cho là although, therefore, however và moreover. Thì về dấu hiệu nhận biết chúng ta thấy là cả bốn từ này về dấu hiệu nhận biết thì về cái cách nhận biết theo từng loại thì với therefore, however và moreover thì nó có dấu hiệu biết giống nhau, đó là có thể đứng sau dấu chấm và đứng trước dấu phẩy, hoặc là đứng sau dấu chấm phẩy và đứng trước dấu phẩy. Có hai cách. Về nghĩa thì therefore là chỉ kết quả, however là tương phản và moreover là để cung cấp thêm thông tin.
Còn riêng với Ondo thì nó ngược lại với cả ba ba dạng kia, là sử dụng mệnh đề chỉ sự tương phản, và phía sau đó là một cái clause, một mệnh đề. Như vậy, đối với trường hợp này, về dấu câu, về trình bày dấu câu, thì chúng ta cũng có thể dễ dàng loại đi phương án A đầu tiên, Ondo không phù hợp. Câu 28 này nó đứng sau dấu chấm để bắt đầu một câu, tức là từ chữ ý, và nó đứng trước dấu phẩy, là một trong ba chữ therefore, however và moreover. Ta xem coi nó là nó, chúng ta phải hiểu nghĩa cái câu này là mang tính chất là chỉ một cái mệnh đề, từ chữ ý chỉ cho một cái mệnh đề chỉ kết quả, hay là tương phản, hay là thêm thông tin vào trong bài đọc. Chúng ta phải dịch câu trước nó. Câu này trong cái bối cảnh của cái đoạn ngắn này thì có nghĩa là du khách đạt được cái lợi ích bằng cách, đạt được lợi ích bằng cách gia tăng, đánh giá cao cái sự về cái môi trường sống tự nhiên và hiểu biết sâu sắc về tác động của con người lên môi trường và chính quyền nhân dân. Tuy nhiên nằm ở đâu? Nhân dân. Tuy nhiên cũng có những bất lợi. Cái từ khóa rất là quan trọng trong câu này là những bất lợi. Phía trước chúng ta toàn nói về những cái lợi ích, chẳng hạn như là gia tăng, đạt được lợi ích bằng cách có sự đánh giá cao, appreciation, là gain, hoặc là loss contributed gain financially, vân vân. Và câu này thì lại diễn tả một cái ý là ngược lại, trái lại, do đó chúng ta phải chọn là however. Tuy nhiên cũng như có những bất lợi cho cái loại hình du lịch này. Và câu cuối cùng của phần biện khuyết là nghĩa nghĩa từ. Ở đây tiếp nói cái ý chúng ta vừa nói, thì là tuy nhiên cũng có những cái bất lợi. As a reason, nói tiếp một cái từ chuyển ý, hậu quả là, hậu quả là cái gì, cái loại hình văn hóa gì có thể bị ảnh hưởng hoặc thậm chí bị đe dọa bởi những cái lối sống gọi là foreign lifestyle, lối sống ngoại, đó là văn hóa ngoại lai, tức là du nhập vào. Vậy thì cái gì để bị ảnh hưởng? Chúng ta có bốn chữ là primary, peculiar, indigenous hay là exotic. Thì câu này là dạng vận dụng thấp, cũng tương đối khó, chúng ta phải hiểu nghĩa của từng từ từ. Ở đây chỉ có một đáp án thôi là indigenous, nghĩa là bản địa hoặc là bản xứ. Chúng ta cùng đi vào phần bài đọc thứ nhất, bài đọc ngắn 5 câu hỏi. Đối với dạng bài đọc này thì số lượng từ trong bài thường là từ rơi vào từ khoảng 102 đến 180 từ. Với đoạn bài tập này thì chúng ta thấy có ba đoạn nhỏ mà có hai từ được gạch dưới in đậm, và đó là hai từ nó sẽ xuất hiện trong hai câu hỏi về nghĩa từ và hoặc là từ suy luận. Đầu tiên chúng ta đi vào câu hỏi thứ nhất, là câu hỏi hỏi về ý chính của đoạn văn. Đối với dạng này thì cụ thể ở câu 30 này thì chúng ta thấy là có chữ title, tức là cái tiêu đề, which best serves as the title for the passage. Đó là câu nào sẽ là câu chủ đề của đoạn văn. Đây là một dạng của cái phần hỏi về về ý chính của đoạn văn. Thì đi vào phân tích thì chúng ta thấy là ý chính đoạn văn trong trường hợp này nó bằng với chủ đề cộng với ý triển khai chủ đề. Và thường, thông thường thôi ha, là được giới thiệu trong đoạn 1. Hướng dẫn làm bài cái dạng câu hỏi ý chính. Thì các bước thực hiện chúng ta sẽ đọc kỹ đoạn 1 để tìm ra chủ đề và ý chính của đoạn văn. Thì có thể là các em thấy là nó sẽ rơi vào cái câu đầu hoặc là câu cuối của đoạn 1. Sau đó chúng ta đọc và phân tích các đoạn còn lại để xác định lại ý chính của đoạn văn.
có được đề cập thông qua những từ khóa nào liên quan đến cái chủ đề mà chúng ta đã xác định tạm hay không. Và cuối cùng là chúng ta sẽ chọn đáp án đúng nhất và ý chính bao hàm nội văn. Thì như thầy đã đề cập thì cái phần câu chủ đề này chúng ta nên để dành ở xác định trả lời ở cuối cùng của câu hỏi của năm câu hỏi sau khi em trả lời bốn câu hỏi kia. Về yêu cầu thì yêu cầu các em là phải hiểu nghĩa từ và cụm từ khóa trong câu trả lời và đoạn văn. Chúng ta thì đọc đoạn 1 và chúng ta lưu ý cái câu đầu tiên. Rồi chúng ta xem coi nó có nói về chủ đề chính của đoạn văn hay không. Parents complain that it is difficult to live with teenagers. Cái từ cần quan trọng cần lưu ý trong câu này đó là chữ teenager, có liên quan đến tuổi thiếu niên, tuổi teen. Cha mẹ thường than phiền rằng thật là khó để sống với tuổi teen. Như vậy thì đó là cái xác định về cái ý chính. Chúng ta có cảm nhận là nó nằm ở cái câu thứ nhất của đoạn văn. Và ở cuối cái đoạn 1 này chúng ta thấy nó có cái phần lý giải tại sao lại khó sống chung với tuổi teen là như thế nào, với cái cụm từ là untidiness and household chores, liên quan đến cái việc mà bừa bộn, tính bừa bộn và cái vấn đề liên quan đến việc là tham gia giúp đỡ trong việc làm việc nhà. Ở đoạn 2 và đoạn 3 thì hai đoạn còn lại chúng ta gọi là control, nó mang cái những cái ý là controlling idea, ý hỗ trợ. Ở như đoạn 2 chúng ta thấy là cái từ untidiness được lặp lại để minh chứng cho cái ý ở đoạn 1 là nó có đề cập đến chữ untidiness, như là mang ý nghĩa là diễn giải ra. Và đoạn 3 nó liên quan đến cái ý là cái vấn đề là communication, là sự giao tiếp giữa người lớn và độ tuổi teen. Đây là liên quan đến cái vấn đề là đề cập đến giải pháp để giải quyết vấn đề. Tức là ở đoạn 2 thì nó dạy diễn giải cái nguyên nhân và đoạn 3 là đề xuất cái giải pháp. Như vậy thì chúng ta khẳng định lại lần nữa là ý chính của đoạn văn sẽ nằm ở đoạn 1 và tập trung vào cái câu thứ nhất, chúng ta lưu ý. Như vậy thì với cái phân tích vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là đáp án cho cái câu 30 đó là câu A. Đó là những vấn đề liên quan đến độ tuổi thiếu niên, teen issues. Chúng ta qua câu số 31. The phrase go mad in paragraph 1 is closed in meaning 2. A. Get bored. B. Feel sad. C. Remain calm. And D. Become angry. Như vậy, đối với chữ go và chữ mad thì nghĩa rời rạc thì chúng ta có thể cũng cũng hiểu cũng đã có thể đoán được. Tuy nhiên để ghép lại để chúng ta hiểu đoán nghĩa cụm từ trong ngữ cảnh này thì chúng ta phải đọc. Chúng ta đọc kỹ cái câu trước cụm từ cần đoán là bắt đầu từ chữ on the other hand cho đến hết cái câu với chữ in the house. Sau đó chúng ta tìm chứng cứ qua ngữ cảnh của câu để suy diễn nghĩa của cụm từ cần đoán và cuối cùng là chọn đáp án gần nghĩa với cụm từ cần đoán. Lưu ý để chắc chắn đáp án lựa chọn là phù hợp nhất thì hãy thay cụm từ đáp án vào vị trí cụm từ cần đoán để xem để kiểm tra xem nghĩa có phù hợp với cái ngữ cảnh trong câu hay không. Về yêu cầu thì chúng ta cần phải hiểu nghĩa của các cụm từ đáp án. Chúng ta có bốn cái đáp án như vậy thì get bored, feel sad, remain calm và become angry. Thì đoán nghĩa của nó có thể chúng ta không thể hiểu hết nghĩa của các từ trong đây, nhưng mà với chữ bored, chữ sad, chữ calm và chữ angry
là các tính từ này, thì chúng ta có thể đoán nghĩa của nó là gì? Chán chường, buồn, bình tĩnh và giận dữ. Và yêu cầu là các em phải hiểu ý chính trong cái văn cảnh của câu chứ cụm từ để suy đoán nghĩa của cái cụm từ này. Như vậy thì câu này chúng ta có thể dịch là gì? Một mặt, on the other hand, on the one hand, một mặt cha mẹ phát điên về vấn đề là những anh phòng mưa bộn quần áo rơi trên sàn, con cái từ chối giúp đỡ việc nhà. Như vậy đối với những cái dữ kiện như là untidy room, clothes, their children refusal to help in the housework. Dĩ nhiên là những cái vấn đề này, những cái minh chứng này đưa ra thì dẫn đến cha mẹ go mad. Như vậy thì đáp án đúng nhất là đáp án D, become angry, là giờ gần nghĩa nhất. Chúng ta qua cái câu 32. Which is not mentioned in paragraph 1 as a cause of argument between teenager and parents. Đối với dạng câu này là dạng câu hỏi tìm ý không đề cập đến trong trong bài. Như vậy chúng ta sẽ đọc và gạch dưới từ khóa trong cái câu hỏi. Sau đó chúng ta sẽ đọc câu trong đoạn văn có chứa những từ khóa hay ý liên quan đến câu hỏi. Và cuối cùng chúng ta chọn phương án trả lời không được nhắc đến. Tức là có 3 câu sẽ là có đề cập, một câu sẽ không. Đề nghị là chúng ta phải hiểu nghĩa của cụm từ khóa trong đáp án và đoạn văn. Như vậy đối với câu này, dấu hiệu nhận biết của câu hỏi này là giờ chữ not, thường là đã được viết hoa, not mention, không đề cập. Và từ khóa ở đây cần lưu ý là gì? A cause of argument, nguyên nhân gây ra những cái vụ cãi vã between teenagers and parents, giữa thiếu niên và cha mẹ. Như vậy thì chúng ta có thể là xác định thông qua các cái cụm từ gạch dưới trong cái đoạn văn. Là chúng ta có thể thấy là những từ tương đồng như là gì? Untidy rooms, clothes, drop on the floor. Their children refuse to help with the housework. Vậy thì câu A, nó có cái cụm từ là drop their clothes on the floor, được đề cập đến trong bài. Teenager, câu C, teenager refuse to do the housework. Nó cũng tương đương với cụm là refusal to help with the housework. Và câu D, teenager do not tidy their room. Thì nó tương đương với cái cụm từ gạch dưới là untidy room. Như vậy đáp án chúng ta phải là câu B, và cái ý này không được đề cập, đó là teenagers go shopping a lot. Mặc dù trong cái đoạn này có đề cập đến vấn đề là có cái cụm từ là do the shopping at the supermarket, nhưng mà ta cũng lấy đọc kỹ là nó là ở phía trước nó có chữ refuse, not cleaning up the room or refusing to do the shopping, từ chối đi đi chợ ở siêu thị. Nó không liên quan đến cái câu B của chúng ta. Ta đến câu 33, một cái câu tìm ý chi tiết khác. Thì cái cách làm chúng ta cũng giống như là cái câu 32, tức là tìm thông tin chi tiết, là các cái bước làm cũng giống như vậy. Như vậy thì tới câu 33 này chúng ta đọc với những cái từ khóa là gì đây? Ở đoạn 2, parents have a better chance of changing their children's behavior by parents a better chance changing their children's behavior. Phụ huynh có cơ hội tốt hơn để thay đổi cái gì? Cái thái độ của con cái họ bằng cách gì? Theo đoạn 2 thì họ phụ huynh sẽ có thay cái cơ hội như thế nào? Chúng ta thấy ở cái 4 đáp án: shouting at them whenever they do something wrong, cooking them their favorite food, doing the household chores for them,
Letting them experience the bad reasons of their action. Đối với bốn câu này thì so đối chiếu lại với cái minh chứng trong bài đọc. Cụ thể là cái câu On the contrary, those who let teenager experience the consequences of their action are more successful. Những phụ huynh nào mà để cho con cái mình cho con cái mình trải nghiệm nhận ra được cái hậu quả của hành động mà họ mà chúng nó gây ra thì thường là sẽ thành công hơn những cái người phụ huynh còn lại. Như vậy đáp án chúng ta thấy là có cái cụm từ là experience the bad reason. Ở đoạn văn chúng ta thấy là tương đồng với experience the consequences. Đây là những cụm từ tương đồng nghĩa với nhau, cái hậu quả. Như vậy đáp án chúng ta phải là câu D. Câu số 34 là suy luận từ đây ở trong đoạn 3 là nói về đối tượng nào? Parents, teen, psychologists hay là children. Thì cái cách làm bài thì chúng ta phải đọc kỹ cái câu mà chứa đại từ cần đoán. Tức là cái câu nào có chứa cái từ đây, từ cách dưới đâu. Chúng ta đọc dò. Và chúng ta sẽ tìm danh từ đứng trước đại từ và thay thế vào vị trí đại từ để xem nghĩa có phù hợp bằng cảnh hay không. Chúng ta đặc biệt lưu ý về cái dạng số nhiều và số ít của đại từ. Vì danh từ rất thường chúng có cùng dạng số. Ví dụ như the man thì bằng với he, parents bằng với they. Như vậy thì với chữ đây trong hợp này, chúng ta dò từ từ ra đằng trước cho đến chữ parents. Thì chúng ta thấy trong đây có các danh từ parents, teens, time, ba từ này. Và trước đó là cái câu đứng đằng trước nữa thì người ta dùng các cái từ gây nhiễu là psychology. Và chữ children để gây nhiễu. Như vậy đối với cái câu này thì chữ đây này chúng ta đọc dài phía trước thì nó sẽ tham chiếu nó gần nhất với chữ parent và chữ teen. Và chúng ta phải hiểu cái câu này nói gì. Cha mẹ nên nói chuyện với con cái, nhưng đồng thời cha mẹ cũng nên lắng nghe những gì con cái họ nói. Vậy ở đây là ai lắng nghe? Họ ở đây là ai? Họ ở đây phải là cha mẹ của họ, cha mẹ của những cái người ở độ tuổi thanh thiếu niên. Đáp án ta phải là câu A, parents, chứ không phải là teen hay là psychologist, là nhà tâm lý hay là bọn trẻ cả. Thì đó là cách làm của cái phần tìm đại từ tham chiếu. Đối với chữ đây là danh từ số nhiều và nhắc lại chuyện. Đối với danh từ số ít thì người ta dùng đại từ ít. Chúng ta qua đoạn bài đọc thứ hai, đoạn bài đọc dài và khó hơn. Nó có 8 câu hỏi. Thì chúng ta đọc lướt qua để chúng ta nắm về cái ý của bài đọc này trước khi chúng ta đi vào từng câu hỏi. Thì đọc câu đầu tiên chúng ta có một cái nhận định là như nói về trường đại học Oxford University. Đó liên quan đến chủ đề là liên quan đến học tập, giáo dục. Và chúng ta thấy có 3 từ được gạch chân in đậm: them, reciting và clear. Như vậy là 3 từ này là cần phải là đón nghĩa. Chắc chắn sẽ có 2 từ là tìm nghĩa gần với nó, và từ đem là cũng là tìm đại từ tham chiếu giống như cái câu chúng ta vừa làm xong hồi nãy. Hỏi câu 35 là câu về tìm ý chính. Thì cái kỹ thuật làm bài, các bước làm bài cũng giống như là cái phần phân tích chúng ta đã làm ở cái đoạn văn ngắn. Đối với câu 35 này thì người ta có 4 cái tiêu đề: Oxford University, lowering standards in times of change. Câu B, the history of Oxford's interviewing scheme.
Câu C, Oxford University interviews question, would you pass the test? Và câu D, the Oxford guide to success in job interviews. Chúng ta sẽ đọc đoạn 1. Chúng ta đi vào câu đầu tiên luôn, chúng ta gạch dưới nó. Oxford University has released a sample of the interview questions. Chúng ta xác định được cái cụm từ rất quan trọng, đó là a sample of interview question. Chúng ta thấy nó gần nhất với câu nào? Đó là câu C đúng không nào? Đó là cái nhận định đầu tiên. Chúng ta có thể là chấm vào câu C để khoanh khoanh tròn nó, để xem cái nó có phải đáp án chúng ta hay không. Chúng ta phải làm tiếp các cái việc là ta đọc các cái đoạn còn lại. Như vậy ở đoạn 2 đóng vai trò là một cái ý hỗ trợ, ý diễn giải thứ nhất. Chúng ta lại cũng lại thấy xuất hiện cái cụm từ là interview process, và chữ advice, và những cái quá trình phỏng vấn liên quan đến chữ phỏng vấn. Câu 3, lỗi đoạn 3 thì đây là đóng vai trò là ý hỗ trợ thứ hai. Lại có cái cụm từ là every question. Câu cái ý hỗ trợ thứ ba nằm ở đoạn thứ tư. Chúng ta đọc dò tới thì cũng có cái từ liên quan đến cái việc là cái câu hỏi phỏng vấn, the question allows. Và câu cái ý hỗ trợ thứ tư nằm ở đoạn thứ năm thì cũng có xuất hiện the question. Tóm lại thì những cái ý hỗ trợ này giúp chúng ta xác định là cái bài đọc này, cái chủ điểm nó có liên quan đến cái việc mà hệ thống các câu hỏi phỏng vấn của trường đại học Oxford. Như vậy thì giúp chúng ta xác định lại một lần nữa đáp án chúng ta là câu C, liên quan đến câu hỏi phỏng vấn của trường đại học Oxford, bạn có đậu kỳ thi hay không. Để mà chắc cú hơn nữa thì chúng ta sau khi làm 7 câu còn lại, chúng ta sẽ quay lại câu 35 này để check lại lần nữa. Câu 36 là tìm đại từ tham chiếu giống như cái bài đọc nhỏ, thì vẫn tiếp tục là tìm đại từ tham chiếu của chữ đem. Ở đây là có các cái danh từ số nhiều ở 4 cái cụm từ người ta đưa ra, thì chúng ta xem đọc dài ra phía trước thì ngay đầu tiên là chúng ta thấy là trong cùng một câu này thì xuất hiện là cái chữ prospective earth sciences student, và nó hoàn toàn trùng khớp với đáp án là câu A, thì ta sẽ mạnh dạn chọn đáp án A ở câu 36 này. Sau đó nếu được thì chúng ta sẽ có thời gian, chúng ta sẽ check lại bằng cách nghĩa của cụm từ ta vừa đọc, chúng ta grab vào coi chúng ta có đúng không không. Tức là các sinh viên khoa học trái đất có thể được hỏi một hòn đá được trao cho họ thì trông như thế nào. Vậy là được trao cho họ, họ ở đây chắc chắn là phải là gì, những sinh viên nghiên cứu về khoa học trái đất. Số 37, câu này là câu hỏi tìm mỹ chi tiết. Why has Oxford University publicized sample interview questions and related advice? Chúng ta sẽ tìm mỹ chi tiết, chúng ta phải hiểu cái câu hỏi hỏi gì. Thì why, tức là tìm hiểu về nguyên nhân. Và publicize sample interview question and related advice. Như vậy chúng ta dò vào cái đoạn số 5. Chúng ta sẽ tìm nguyên nhân tại sao. Nguyên nhân tại sao. Câu A, to prepare students for unfamiliar question in their job interview. To familiarize potential applicant with their interview process. To test public reaction to their novel interview process. Or to reduce confusion among most of their current students. Như vậy thì trong bài với cái đoạn số 5 chúng ta xác định diễn đạt lại, nó diễn đạt lại một cách khác so với cái đáp án. So we put as much information as possible out there to allow students to see the reality of the process. Tức là ông tiến sĩ Khan, trường đại học Oxford, có
có diễn giải một câu là chúng tôi biết vẫn còn sự hiểu lầm về cái việc phỏng vấn của trường đại học, do đó chúng tôi đã cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt để mà cho phép học sinh, sinh viên có thể thấy được cái sự thật của cái tiến trình phỏng vấn là như thế nào, tức là cung cấp thông tin. Như vậy thì tại sao họ lại công bố cái sample interview question, tức là cái những cái câu hỏi mẫu liên quan và những cái lời khuyên có liên quan để làm gì? À, tức là để cho sinh viên làm quen với cái quá trình phỏng vấn của họ. To familiarize, động từ familiarize có cái gốc từ là familiar, quen thuộc. Như vậy thì đáp án chúng ta sẽ là câu B. Chúng ta qua câu 38. Vậy thì câu hỏi này là câu hỏi tìm từ đồng nghĩa, đón nghĩa từ trong cái ngữ cảnh với chữ reciting trong cái câu đó có nghĩa là gì. Chúng ta cần phải hiểu nghĩa của các cái từ trong đáp án. Repeating, nhắc lại. Reassessing, đánh giá lại. Releasing, phát hành. Revising, sửa đổi. Đối với câu này thì trong cái bối cảnh đưa ra thì chúng ta đặt các cái từ thay thế vào để chúng ta dịch thử thì cái nào sẽ phù hợp nhất. Câu này có nghĩa là cho dù bạn có nền tảng giáo dục hay là cơ hội nào thì cuộc phỏng vấn sẽ là một dịp để thể hiện sự quan tâm và khả năng của bạn với cái chủ đề bạn đã chọn. Bởi vì họ không chỉ nói lại về những gì bạn đã biết. À, vậy là đây là cái từ reciting, cái này là nói lại. Họ không chỉ nói lại về những gì bạn đã biết. Đã đưa các cái bốn cái từ này vào thì rõ ràng là cái từ gần nghĩa nhất đó là nói lại, repeating, nhắc lại. Qua câu 39, tìm ý chi tiết. According to Laura Turnbridge, có một người xuất hiện đó là trong bài đọc đó là cô Laura. The question about a candidate's ways of listening to music is intended to. Và bốn đáp án đưa ra. Như vậy chúng ta đọc bài đọc, xác định coi cái chỗ nào là có liên quan đến cái lời nói, cái ý kiến của cô Laura Sunbridge được đưa vào trong ngoặc kép như thế này. Tức là đoạn văn nó có đề cập đến cái ý là được paraphrase, có nghĩa là được được rút gọn, được diễn giải lại bằng một cách khác. Chúng ta tạm dịch câu này. Câu hỏi sẽ cho phép sinh viên sử dụng cái trải nghiệm âm nhạc của họ như là cái điểm khởi đầu cho cái cuộc thảo luận rộng hơn về cách mọi người thảo luận rộng hơn và trừu tượng hơn về cách mọi người nghe âm nhạc, về mối quan hệ giữa âm nhạc và công nghệ, và cách âm nhạc có thể định nghĩa chúng ta về mặt xã hội. Đó là lời của toàn lời của cô Laura Turnbridge phát biểu. Vậy trong đoạn văn có cái cụm từ use their own musical experience as a starting point for broader and more abstract discussion thì nó sẽ gần nghĩa nhất với cái câu B. Set the context for more abstract discussion on music related topics. Câu 40. Chúng ta đón nghĩa từ còn lại là chữ clear trong đoạn số 5. Gần nghĩa nhất với từ nào? The past, phase, skip, skip, tức là nghĩa của đọc từ. Từ clear thì trong trường hợp này đó là chúng ta
có thể dễ dàng đoán nghĩa của nó, đó là vượt qua, tức là làm sạch, tức là xóa bỏ cái gì đó, làm vượt qua cái trở ngại. Vậy là vượt qua trong cái bối cảnh này, ngữ cảnh này thì gần nghĩa nhất đó là chữ pass ở câu A, còn face là đối mặt, give là đưa cho, còn skip là bỏ qua thì không, không phù hợp nghĩa. Các ứng viên thành công vượt qua cái rào cản đầu tiên với tờ đơn xin của họ sẽ được mời phỏng vấn. Chúng ta đến với câu một câu hỏi tìm ý chi tiết khác với dạng câu hỏi là tìm ý nào là đúng nhất. Thì với cái chữ true được gạch dưới và in đậm thì sẽ có ba cái đáp án không đúng. Theo đoạn văn thì câu nào là đúng? Chúng ta đọc cái đoạn số 5. Chúng ta có một cái dẫn chứng là we know more many prospective applicants are already worried about being in an unfamiliar place and being questioned by people they have not met. À, chúng tôi biết có nhiều cái ứng cử viên có triển vọng đã lo lắng về việc ở một nơi xa lạ và bị hỏi bởi những người họ chưa từng gặp. Trước đây là ý kiến của ông tiến sĩ giáo sư Samina Khan. Như vậy thì đáp án đúng nhất trong câu này, câu hỏi này đó là đáp án D. Dr. Khan understand how the notion of attending the Oxford interview may affect prospective candidate. À, cái việc phỏng vấn nó sẽ ảnh hưởng tác động đến những cái ứng cử viên có tiềm năng, có triển vọng. Và câu 42, câu cuối cùng của bài đọc đó là hỏi về thông tin là suy luận which question is a history candidate least likely to be asked in the Oxford interview. À, hỏi câu hỏi nào mà các cái ứng cử viên có thể là ít được hỏi nhất trong cái buổi phỏng vấn của trường đại học Oxford. Thì chúng ta thấy trong bài đọc, chúng ta đọc phải đọc và gạch dưới từ khóa trong cái câu hỏi. Câu hỏi đây là least likely to be asked, tức là ít bị hỏi nhất. Câu hỏi nào ít bị hỏi nhất? Và chúng ta sẽ đọc câu trong đoạn văn có chứa từ khóa này có liên quan hay cái ý liên quan đến câu hỏi này. Sau đó chúng ta sẽ phân tích và suy diễn cái dữ liệu thông tin để chọn cái đáp án đúng nhất. Câu này là dạng câu suy luận, do đó nó tương đối khó, dạng câu hỏi khó của phần bài đọc. Thì trong đoạn văn chúng ta thấy có cái cụm từ là, trong đoạn văn có among the list of question are what can historian not find out about the past? À, the past nghĩa là về quá khứ. Những nhà sử học nghiên cứu về con người, về sự vật có liên quan đến quá khứ. Do đó thì cái pop idol là thuộc một âm nhạc nên ít có khả năng được hỏi nhất trong số các câu hỏi. Và đáp án chúng ta trong câu 42 này đó là đáp án C. Name some pop idols you would most like to meet. Why the choice? Phần còn lại của đề thi minh họa đó là phần viết, kỹ năng viết. Thì chúng ta phân tích về cấu trúc của nó thì nó sẽ chia ra làm các cái dạng. Thứ nhất là tìm lỗi. Thì tìm lỗi nó sẽ có 3 câu về mức độ nhận thức, nó chia đều là từ nhận biết, thông hiểu đến vận dụng. Thì có một câu sẽ liên quan đến hòa hợp chủ ngữ và động từ, tức là người ta sẽ cho một cái lỗi sai liên quan đến việc mà chủ từ và động từ nó không hòa hợp với nhau. Chúng ta xác định chỗ nào là lỗi. Câu thứ hai là liên quan đến cấu trúc song song, gọi cấu trúc song hành, gọi là dạng parallel. Tức là có những cái cấu trúc mà được nối với nhau bằng những cái liên từ như là and, như là but,
thì nó phải đồng dạng với nhau. Thì thường là người ta cố ý cho cái dạng một cái một chỗ lỗi là sẽ khác với cái cấu trúc. Và dạng thứ ba đó là sử dụng từ dễ gây gây nhầm, tức là người ta sẽ đưa ra một cái đáp án nó gây dễ gây nhầm lẫn so với các cái phương án còn lại. Như vậy thì chúng ta đi vào câu tìm lỗi thứ nhất. Thì đây là dạng câu tìm lỗi là sự hòa hợp giữa chủ từ và động từ. Cái này thì chúng ta chỉ nhìn vào dấu hiệu nhận biết, chúng ta sẽ đoán được cái đáp án đúng nhất, không cần phải hiểu nghĩa. Dĩ nhiên là sẽ có một số danh từ chúng ta phải biết nghĩa, các chủ từ chúng ta phải biết nghĩa thì chúng ta mới xác định được cái hình thức số ít hay số nhiều của nó. Ở ví dụ câu hỏi số 43 này thì đáp án chúng ta phải là câu A, chữ were phải đổi thành chữ was. Lý do là chủ từ chúng ta là chữ max, là số ít, thì chỉ hòa hợp với cái động từ to be là was. Này, về quy tắc thì chúng ta thấy là đây là liên quan đến cái hòa hợp chủ ngữ của động từ là danh từ là số ít thì hòa hợp với động từ số ít. Và còn nhiều cái quy tắc liên quan đến cái hòa hợp chủ ngữ và động từ mà chúng ta cần nên xem lại cái phần lý thuyết cũng như là làm thêm các cái bài tập có liên quan để củng cố cho cái vấn đề là liên quan đến hòa hợp chủ ngữ động từ. Câu số 2 liên quan đến cấu trúc song song. Thì đối với câu na số 44 này, dễ dàng chúng ta nhận ra cái dạng của nó là nó sẽ thể hiện các cái cấu trúc song song bằng cách là liên kết với nhau bằng dấu phẩy hoặc là các cái liên từ như là and hay là but. Như vậy thì giống mang tính chất liệt kê trong câu này: Daisy enjoys going shopping, playing sport and to hang out with friends in her free time. Rõ ràng chúng ta thấy rất là dễ nhận ra đó là đáp án C, người ta phải đổi thành hanging out bởi vì nó phải song song với cấu trúc đi sau enjoy là ving ở câu A và playing sport là câu B. Và câu 45 là yêu cầu phải hiểu nghĩa, đây là câu vận dụng. Như vậy thì với cái câu này thì nó mang mức độ khó hơn, chúng ta phải hiểu nghĩa từ. Chúng ta phải phân biệt những cặp từ viết gần giống nhau nhưng cái nghĩa nó hoàn toàn khác nhau. Với câu này thì người ta cho là từ là inconsiderable. Đáp án chúng ta phải đổi là inconsiderate. Inconsiderable có nghĩa là không đáng kể. Còn đáp án ta là inconsiderate là vô tâm hoặc là khinh suất. Anh ta thật khinh suất khi không gọi điện về nhà báo cho bố mẹ anh biết, anh ta biết là anh ta cái không qua lại cho đến ngày hôm sau. Là vô tâm mà khinh suất chứ không phải là không đáng kể. Đáp án chúng ta phải là câu A. Đối với dạng này là dạng khó, đòi hỏi chúng ta phải yêu cầu hiểu nghĩa. Dạng thứ hai của phần viết là phần biến đổi câu transformation. Thì ở cái dạng thứ nhất chuyển đổi câu này có ba câu hỏi thì đánh vào các cái vũ điểm sau đây. Thứ nhất là comparison degree, tức là các cái mức độ so sánh, hình thức so sánh của cái phần viết. Câu thứ hai của phần chuyển đổi câu đó là dạng câu tường thuật report speak. Dạng câu tường thuật này chúng ta lưu ý là nó sẽ đánh vào cái vấn đề chúng ta sẽ hiểu nghĩa các cái động từ tường thuật. Và cuối cùng là một câu liên quan đến cái cụm động từ modal verb, nó mức độ vận dụng. Đối với câu 46, đây là phần biến đổi câu liên quan đến cấu trúc so sánh. Như vậy thì thường là khi trắc nghiệm câu biến đổi câu liên quan đến cấu trúc so sánh sẽ có hai cái dạng: biến đổi từ so sánh hơn qua so sánh không bằng và so sánh nhất qua so sánh bằng. Để lấy ví dụ, bệnh COVID-19, dịch bệnh COVID-19 thì nguy hiểm hơn đối với những
bệnh nhân lớn tuổi hơn là những cái bệnh truyền nhiễm khác. Cái câu này, so sánh hơn này có thể được diễn giải ra là những căn bệnh truyền nhiễm khác thì không nguy hiểm bằng COVID-19. Ở đây có cấu trúc so sánh không bằng cần lưu ý, đó là not as hoặc là not so cộng với tính từ hoặc là trạng từ cộng với as. Như vậy thì đối với câu hỏi số 46 thường so sánh hơn như thế này, chúng ta chuyển đổi qua so sánh công bằng thì chúng ta sẽ có cái câu là anh trai của Joe sẽ không chăm chỉ bằng anh ta, không chăm chỉ bằng, và đáp án chúng ta sẽ là câu B, sẽ là đúng nhất. Nói thêm về trường hợp so sánh nhất và so sánh bằng khi biến đổi tương đương, lấy ví dụ như là mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, thì chúng ta có thể sử dụng cái hình thức so sánh bằng mà lại hiểu là theo cái nghĩa là nó ẩn cái phủ định trong đó. Cái nghĩa trái của nó tức là gì? Không mùa nào trong năm là đẹp bằng mùa xuân, là no cộng với chủ từ cộng với động từ to be cộng với as, beautiful as, as cộng với as. Ta qua câu số 47 liên quan đến cấu trúc của câu tường thuật. Thì để làm cái dạng này thì chúng ta lưu ý chúng ta phải biết nghĩa của các cái động từ tường thuật mà chúng ta đã được học ở chương trình lớp 11 cũng như là nhắc lại ở lớp 12 rất là nhiều. Chúng ta phải hiểu nghĩa cái câu dẫn là nó sẽ đề cập đến cái vấn đề gì, như là cái động từ nhấn mạnh ở đây là mang tính chất gì. Ví dụ như trong câu này anh ta nói với Lan như thế nào: You had better stay at home during this time. Bạn nên have better, bạn nên ở nhà trong khoảng thời gian này. Như vậy ở đây có bốn cái từ mà động từ ở đây đưa ra là order, ra lệnh, order someone to do something, ra lệnh, warn Lan again stay at home, cảnh báo, và C, advise Lan to stay, khuyên, và thank Lan for staying, cảm ơn. Như vậy đối với bốn cái động từ tường thuật này thì chúng ta sẽ dễ dàng chọn đáp án là đáp án C, advice, mang tính chất là khuyên nhủ, mang tính chất là khuyên nhủ. Như vậy thì chúng ta hết sức lưu ý là cần phải học thuộc các cái động từ tường thuật đặc biệt và nghĩa của nó để chúng ta biến đổi tương đương với câu dẫn đã cho. Và cái câu thứ ba trong cái biến chuyển đổi câu đó là chúng ta phải hiểu nghĩa của các cái modal verb, các cái cụm động từ. Thì đặc điểm ngữ pháp của modal verb thì nhận diện thông qua ngữ cảnh hoặc cụm từ tương đương nghĩa của nó. Như vậy với câu dẫn là You are not allowed to take photo in the museum. Thì bạn không được phép chụp ảnh trong bà viện bảo tàng. You are not allowed, bạn không được phép. Thì trong chương trình lớp 12 chúng ta có cái động từ, các cái cụm động từ liên quan đến cái động từ khiếm khuyết. Đó là may, should, mustn't hay là needn't. Thì trong trường hợp này chúng ta dễ dàng chọn được phương án C, đó là mustn't, không được phép. Không được phép làm gì, mustn't mang ý nghĩa cấm đoán. Phần viết còn lại đó là phần kết hợp câu, thì có hai câu để kết hợp, đó là về đơn vị kiến thức là sẽ là câu điều kiện, đây là ở mức độ vận dụng cao, và một câu liên quan đến chủ điểm đó là đảo ngữ, chủ điểm khó, cũng ở mức độ vận dụng cao. Câu 49: The film is not perfect. It's abrupt ending spoiled. Như vậy chúng ta cần phải hiểu rõ cái cụm từ chỉ điều kiện ở đây. Trong các cái câu phương án được đưa ra thì câu A là có cái chữ if cũng diễn tả điều kiện. Câu B provided cũng là diễn tả là điều kiện, là dạng đặc biệt của câu điều kiện. Câu C với chữ unless chúng ta cũng sử dụng để thay cho if trong trường hợp là if not, trừ khi. Và câu D là but for,
thì cũng có mang cái nghĩa của là chỉ điều kiện nếu không vì. Đây là cái dạng này chúng ta cần hết sức lưu ý với cái chữ cụm từ but for. Sau này chúng ta gặp lại rất là nhiều trong đề thi. Nếu không vì. Như vậy thì câu này có nghĩa là như thế nào? Bộ phim không hoàn hảo. Kết thúc đột ngột của nó. It's abrupt ending. Đã làm hỏng toàn bộ cái bộ phim. Như vậy, câu này được diễn tả ở thì hiện tại đơn với các cái từ nhận diện đây là chữ is và chữ spoils. Như vậy thì đặt điều kiện không thật ở hiện tại thì ta lưu ý là sẽ sử dụng câu điều kiện loại 2. Loại 2 thông qua ngữ cảnh của câu. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta phải yêu cầu hiểu nghĩa. Đó. Như vậy thì nhận diện ở cả bốn câu đưa ra thì chúng ta có thể là loại trừ phương án C là nó đã chia ở mệnh đề điều kiện loại 1 với chữ am và chữ won't be. Còn lại ba câu còn lại đều chia ở mệnh đề điều kiện loại 2. Như vậy chúng ta tiếp tục sang dịch nghĩa để mà kiếm phương án. Như vậy đáp án chúng ta sẽ là nếu không vì kết thúc đột ngột của nó, bộ phim sẽ rất là hoàn hảo. Đáp án chúng ta phải là đáp án D. Các đáp án A và B thì nó không phù hợp nghĩa. Chúng ta đến với câu hỏi cuối cùng của đề thi minh họa, câu số 50. Đây là dạng kết hợp câu từ hai câu sử dụng hình thức đảo ngữ trong tiếng Anh. Thì chúng ta lưu ý về cái đặc điểm ngữ pháp của câu đảo ngữ. Thì nếu đáp án có nhiều cấu trúc ngữ pháp được dùng thì chúng ta phải cần đọc hai câu để mà xác định cái mối quan hệ giữa quan hệ ngữ nghĩa giữa hai ý của câu. Sau từ đó chúng ta xác định cái cấu trúc câu nào đúng nhất và có nghĩa phù hợp nhất đối với cái câu dẫn. Thì câu tình huống đề cho thì câu 1 chúng ta lưu ý là ở đây là Olga handed in her exam paper. Tức là ngữ cảnh đây là Olga nộp bài thi của mình. Đó là nộp bài thi trước. Sau đó cô ấy đã nhận ra rằng mình đã bỏ sót một câu hỏi. She then, là có chữ then, sau đó nhận ra rằng. Nghĩ như vậy thì hành động xảy ra trước là hành động nộp bài. Hành động xảy ra sau, đó là hành động nhận ra. Đó. Như vậy thì cấu trúc ngữ pháp ở đây chúng ta thường là sử dụng là nhận diện ở đây là chúng ta sẽ có hai cấu trúc thường sử dụng trong trường hợp này, đó là cấu trúc liên quan đến cái perfect gerund having cộng với 3 chúng ta học ở lớp 11, cấu trúc rút gọn sau khi nhận ra sau khi làm điều gì đó thì người nào đó nhận ra cái vấn đề gì đó. Và cấu trúc thứ hai đó là not until cộng với một cái mệnh đề bổ nghĩa, sau đó đánh dấu phẩy và đến cái phần đảo ngữ của chúng ta. Và thường thì sau not until sẽ sử dụng là quá khứ hoàn thành, và sau cái mệnh đề đảo ngữ phía sau sẽ sử dụng hình thức đảo ngữ với quá khứ đơn. Thì đối với trường hợp mà chúng ta nhận nhận biết cái cấu trúc ngữ pháp và phân tích như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng khoanh dùng cái phương án chúng ta sẽ nằm và đáp án chúng ta sẽ nằm ở một là câu A hay là câu B. Nhưng mà chúng ta sẽ tiếp tục dùng án loại trừ về nghĩa. Thì sau khi Olga nộp bài thì mới nhận ra là bỏ lỡ một câu. Như vậy đối với câu A thì chúng ta thấy là nó sẽ hoàn toàn ngược lại như vậy. Sau khi bỏ lỡ thì mới nộp bài. Như vậy câu này nó sai về nghĩa. Như vậy thì chúng ta chỉ còn lại đáp án là đáp án B. Mãi cho đến khi Olga nộp bài thì cô ấy mới nhận ra cô ấy đã quên một câu, bỏ lỡ một câu. Đây là cấu trúc của câu đảo ngữ. Các em nên cũng có nhiều tìm các cái tài liệu liên quan đến câu đảo ngữ, rèn luyện thêm để chúng ta làm tốt cái phần ngữ pháp liên quan đến câu đảo ngữ. Như vậy trong thời gian vừa qua thầy đã có cái phần review lại cái đề minh họa Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 của Bộ Giáo dục Đào tạo dựa trên
cái tài liệu của Sở Dục tạo An Giang và Đài Truyền hình An Giang phối hợp để giảng dạy trên truyền hình. Hy vọng với phần phân tích của thầy, mặc dù có nhiều thiếu sót giáp giáp xảy ra, tuy nhiên hy vọng các em xem đây là một nguồn tư liệu tham khảo bổ ích để các em hiểu rõ hơn về cái đề thi minh họa, và sắp tới sẽ là đề thi chính thức Trung học phổ thông quốc gia với 50 câu hỏi. Chúng ta sẽ lần lượt vượt qua 50 chướng ngại này để chúng ta thành công trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia sắp tới. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi và chúc các em thành công may mắn nhất trong kỳ thi sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.